Chào bạn đã trở lại với khóa học PHP cơ bản. Trước khi bắt đầu thì chúng ta xem lại xem những cái buổi trước chúng ta đã học qua những cái gì. Thì tôi sẽ vào cái trang của chúng ta là poly PHP 1 index. Thì chúng ta đã tiến hành là đầu tiên là lấy ra được cái dữ liệu của bảng kết theory. Chúng ta đã thực hiện thêm sửa xóa những cái bản ghi ở trong cái bảng category này. Bên cạnh đấy thì chúng ta cũng đã tiến hành hiển thị những lấy ra được những cái sản phẩm nằm trong cái category, thêm sửa xóa update cái này luôn thì 120 thôi. Ok, thì ở đây chúng ta có thể list hết ra toàn bộ cái sản phẩm của category. Sau đó chúng ta đã thực hiện được cái add, thực hiện được cái hiển thị cái giỏ hàng, thêm một cái sản phẩm, thêm một cái đơn vị quantity và giỏ hàng hoặc là trừ đi. Chúng ta cũng trong cái giỏ hàng này thì chúng ta cũng có thêm được những cái sản phẩm khác vào tính tổng. Ok. Đến buổi học hôm nay thì chúng ta sẽ tiến hành làm một cái authenticate, tức là chúng ta login và đăng ký cho đăng ký để chúng ta có thể thể tiến hành là hiển thị quyết định là hiển thị những cái thông tin gì, những cái và người dùng có thể vào những cái trang nào. Ví dụ người dùng chưa đăng nhập thì có thể vào được cái trang là list những cái sản phẩm này. Tuy nhiên họ sẽ không thể tạo mới được sản phẩm hay là update hoặc là delete sản phẩm. Ok. Thì đầu tiên thì chúng ta làm việc với cái giao diện. Ví dụ như tôi lấy luôn ở cái trang product này hoặc là trang category, trang đầu tiên này. Thì tôi sẽ hiển thị thông tin người dùng ở góc này nếu mà có. Rồi ok, chúng ta vào code này, đầu tiên nữa vào cái trang index.php. Ở đây chúng ta có cái table này, tôi thử tạo ra một cái thẻ TR, tôi có thẻ TD, code span. Đây chúng ta 1, 2, 3, 4, 5, 5 cột. Tôi lấy cột span luôn 5 cột. Trong cái này thì chúng ta có cái, chúng ta sẽ check ở đây chúng ta cũng sử dụng session để đăng nhập. Chúng ta vẫn session start. Rồi, chúng ta sẽ check cái if key set session là user info, thì chúng ta sẽ tiến hành gán cái biến user info bằng cái session này, thông tin của session này. Ok. Rồi, ở đây chúng ta tiến hành như sau. P if reset thì biến là user info thì chúng ta mới hiển thị cái này ra. Rồi, ở đây chúng ta sẽ là hello. Phải. Cái biến của chúng ta nó chút quên đóng.
Rồi. Hello. Echo user info. Đây là username. Và có một cái button là login. Có một cái thẻ A nó bằng login ở logout logout.php. Ok, đây chúng ta là hiển thị là logout. Else L tiếp vào đây. L thì chúng ta sẽ tiến hành là hiển thị cái button login. Tôi bỏ cái này đi. Không thì hello guest. Ok, bây giờ chúng ta thử. Đây chúng ta đã có cái thẻ ở đây à, thì tôi bê cái này ra ngoài đi. Chắc là không đặt ở trong cái table này, bởi vì nó rất là xấu. Có một cái div. Tôi viết style luôn cho nó vậy. Để style trong này. Take a line. Right. Rồi ok. Chúng ta có thể test nó đây. Đây, hello guest login. Thì ở đây chúng ta chưa đăng nhập thì chúng ta tiến hành login, nhưng mà trang login của chúng ta chưa có gì, chúng ta tạo ra. Login.php. Chúng ta lại bắt đầu okay. À không, ở đây chúng ta sẽ tiến hành làm một cái div style bằng take align xem có những gì center. Trong này chúng ta có một form method bằng post. Trong này chúng ta sẽ tiến hành là viết những cái label username. Cái label này của chúng ta sẽ là username or email. Chúng ta cần một thẻ DR ở đây. Input type bằng text. ID bằng username. Chúng ta có cái name cho nó bằng username. Ok, nó copy cái này. Đây là password. Thành password. Bây giờ chúng ta đã có cái giao diện như này. Rồi chúng ta thêm cho tôi một cái button. Bằng submit
cách của nó là đi lấy ra một cái button nữa, thay bằng clear cancel. Ok, chúng ta xem giao diện nó như nào. Đây, login và cancel. Cái này nó sẽ hiển thị khi giao diện của chúng ta là dạng get nhé. .php if đô la là tôi check lại cái. Đây chứ, cái create đô la ở dưới server request method. Tôi phải tạm này vào đây. Cho chúng ta có cái giao diện là else. Cái này nó sẽ là chỗ để chúng ta xử lý cái submit khi gửi lên. Rồi, ok. Ok, đây là gì? Rồi, ở đây chúng ta sẽ lấy ra là cái username sẽ bằng tôi là chữ post. Data là username password. Ok. Rồi, chúng ta sẽ tiến hành va đam thử username nhé. Ok, admin last @last.com. Nhưng mà bây giờ tôi viết như này sao? @com. À, nó đã loại bỏ dấu cách của chúng ta rồi. Tốt. Rồi, sau đây thì mình sẽ check là if cái này chúng ta validate nó sau nhé. Chúng ta cứ mặc định là nó cho nó đẩy lên. Validate này chúng ta sẽ có trong một cái bài sau nữa. Chúng ta vẫn tiến hành giống như ở đây, chúng ta là cũng SMTP fetch, đừng quên là phải chứng minh require, đừng quên require cái file là file db.php, đừng quên cái việc này. Bởi vì có nó chúng ta mới có thể connect được đến cơ sở dữ liệu. Rồi. Tôi thêm một cái placeholder vào đây là enter your username or password. Or email đều được. Thì chúng ta sẽ tiến hành là select này, select username, xem có phải không nhỉ, cái bảng user của chúng ta là gồm những cái trường gì, username, password, email, username và email from user where username. Ta check lại câu lệnh này nhá. Check lại câu lệnh trong đây, tôi tạo một cái query. Select sound from user where username bằng Apple and password sẽ bằng cái string này của chúng ta. Ok, chúng ta chạy nó. Đây ra bản ghi rồi. Tuy nhiên tôi có cái có thể login bằng email đúng không?
copy thử email này. O email bằng đây tôi điền số 1 và chúng ta sai đi này. Chúng ta thử câu lệnh này có chạy không. Ok, nếu tôi điền sai nốt này, ok sẽ không ra cái gì. Rồi ok, thì chúng ta có thể check được cái này bằng email hoặc là bằng username, nhưng mà để an toàn nó vẫn cứ đóng mở ngoặc vào đây cho nó yên tâm. Chúng ta câu lệnh end của chúng ta nó thành công. Ok, tôi copy cái đoạn này. Cái đoạn where này của tôi. Where username bằng bằng 2.username. Or email cũng bằng username luôn. And password bằng biến password của tôi. Ok. Xuống tôi copy cái bài param. Empty by param username sẽ bằng cái biến username, password sẽ bằng cái biến password, skill. Xong rồi chúng ta sẽ fetch. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ if cao của đây là tôi lấy ra là cái biến name user info. If cái biến if cao của cái biến user info này của tôi mà lớn hơn 0 thì tôi sẽ gắn luôn nó cho cái session. Session user info sẽ bằng luôn cái user info này, nó chỉ là tập hợp của username và email rồi mà. À chết, tôi phải lấy ra thêm cái user ID nữa. Ok, else nếu mà không có thì tôi đẩy ngược lại, tôi đẩy ngược lại cái trang lại cái này nhá. L này header. Để tôi check lại câu lệnh này, tôi không nhớ. Login này, header location bằng login chấm php. Rồi ok, tôi sẽ hiển thị ra đây một cái message hỏi chấm message sẽ bằng wrong username or password. Ok, tôi thử xem sao. Chúng ta đặt debug ở đây. Đặt vadam biến user info chúng ta ra. Đài đây. Login. Tôi login cái này mà. Là bool fail. Nếu mà tôi viết đúng cái fpt.fta.edu.vn. Phát nhung trước tôi tạo là từ 1 đến 6, 1 2 3 4 5 6. Fail. Vẫn là fail. Không hiểu vì sao. Xem nào. STMT select ID username email from user where email bằng username password bằng password. Sai đâu nhỉ? Để tôi check lại.
thử lấy fetch all xem nào. Bê cái câu lệnh này vào trong kia coi xem có chạy không. fpt.edu.vn. À đúng rồi, fail là đúng rồi. Fail là đúng rồi bởi vì tôi chưa mã hóa cái password này. Thì chúng ta sử dụng cái hàm là SHA1 đẩy vào trong này cái password. Sao nó sai? Đây chúng ta thử xem sao. Thử lại. Oh, only variable in different. Dòng 26 nhưng chúng ta đã lấy được ra cái username và password, lấy ra cái object rồi đây. Dòng 26 tôi xem tôi sai ở đâu. 26. Tôi copy cái đoạn này. Đây là password, cái biến là password hash. Ok. Cứ đẩy cái này vào đây. Rồi. Chúng ta thử lại. Rồi ok, chúng ta đã lấy ra được cái user của chúng ta. Nếu mà tôi bây giờ tôi sẽ thử login sai thì nó sẽ làm sao? Tôi bỏ cái Vadam này đi. Để làm kết nối đến cơ sở database. Đây là lấy thông tin từ request. Đây là câu lệnh select user với thông tin đã được nhận được. Đây là mã hóa. Rồi. Đây chúng ta cần phải làm như này mới đúng này. Để chúng ta check xem là nó có gửi lên không. Chúng ta tiến hành làm reset cái này bằng true thì chúng ta sẽ gán cho nó bằng cái này. Nếu bằng false thì chúng ta sẽ gán cho nó bằng một cái chuỗi trống không có gì cả. Viết đây là -1. Đây cũng vậy, dưới này cũng vậy. Ok. Bây giờ tôi sẽ login một cái tài khoản chưa có gì. Nó sai. Tôi login bằng cái tài khoản này luôn. Ok, nó ra thẳng cái này luôn. Thì ở trên cái get kia thì chúng ta check cái if reset. Cái biến kia của tôi là biến message đúng không? Này. Nếu mà tồn tại cái biến mess này thì sẽ có một cái biến mess bằng cái get này. Ok. Ở trong đây ngay phía dưới này tôi làm một cái thẻ BR để xuống dòng cho nó. Thì tôi sẽ hiển thị nó ra đây. Undefined variable message.
cái biến làm message này thì nó echo nó luôn. Ở đây chỉ có một chữ e thôi. Check lại xem nào. Đây nữa chứ. Chúng ta thử nhé. Chúng ta đẩy ra cái Adam là cái biến mess này. À đây chứ. Tôi viết sai, xin lỗi các bạn, tôi viết sai cú pháp. Đây. Không phải Adam nữa. Đem nào. Wrong user name or password. Thì chúng bây giờ chúng ta sẽ đặt cho nó một cái là span or style bằng color red đi. Chúng ta bỏ cái này vào đây. Ok. Rồi. Sau đó này, nếu mà bây giờ chúng ta đã tiến hành là có username rồi. có user info rồi thì chúng ta sẽ thử đăng nhập đúng nhá. fpt.a.edu.vn phát là 123456 bởi vì xem nào. Login chúng ta mới cho vào đây mà chúng ta chưa header nó đi đâu cả. Header nó về cái file index.php. Ok. Login đi. Rồi, chúng ta là fpt.edu.vn 123456. Đưa về không? Đây, hiện lô. Login nhá. Rồi chúng ta vào trang cái file index này. File này là tối nãy tôi viết ở file nào nhỉ? Hello get index này. File index.php. Đây, tôi nhầm. Cái session của chúng ta tên là gì? Session của chúng ta là user info. Đúng rồi bạn. If set session user info thì chạy vào đây, tôi va đâm ra và đâm ra cái biến user info của chúng ta và xem nó chạy vào đấy không. Không vào, tức là chúng ta cái này nó không tồn tại. Để mình check lại một chút nhé. Sau khi đã login xong thì session nó đã tồn tại rồi này. User info. Tôi thử ở đây. Và đăng cái session user info này. Và tôi tiến hành die. Login. fpt.edu.vn 23456. Ok, chúng ta đã có cái session rồi. Session có rồi đấy chứ. Bây giờ chúng ta lại vào lại cái index này. Chúng ta va đâm ra cái session là user info này. Thử xem có gì không nhá. Index.php undefined index user info right now. Sao lại thế nhỉ? Ok.
ở đây, chúng ta tìm ra rồi. Bởi vì chúng ta chưa sử dụng cái biến là cái hàm là session start ở đây, cho nên là cái biến kia nó sẽ hiểu là một cái biến bình thường. Ok, bây giờ chúng ta reset được session này, chúng ta làm lại nhé. Ở trong cái index này, trong va đăng biến này, ok chúng ta làm lại login này, fpt.com chúng login. Ok, hello index username là 17 rồi, chứng tỏ nó đã chạy vào trong này rồi. User info chúng ta có thể va đăm ra đây, va đăm ra cái biến user info chúng ta bài luôn đây, id string id này, username tôi có biết sai gì không, dòng 17 if không sai mà, poly email chúng ta đâu có sai gì đâu, hello này, php echo user info biến là username, tôi chưa thấy sai ở đâu, để tôi check lại xem nào, chúng ta thử lại một lần nữa. Index undefined index username in index dòng thứ 16 vẫn là dòng này. Tôi thử va đăm cái này ra nhé. Đây như array à, có chúng ta có ID ta thêm số 0 vào đây, đây rồi, thì chúng ta đẩy nó vào một cái array này, nó sẽ có như này. Ok, cô username giờ mới được này. Ok, hello FPT Poly log out. Rồi thì bây giờ chúng ta đã login xong thì chúng ta sẽ tiến hành là làm log out. Nếu mà log out hiện tại thì nó sẽ chưa có cái gì cả, chúng ta tạo một file log out là log out.php php chúng ta cũng session start, máy mình lỗi ở đây thì chúng ta sẽ tiến hành rất đơn giản thôi. Chúng ta set cho cái biến session user info nó sẽ bằng một cái array trống được. Đây tôi sẽ search thử xem là như nào. PHP auto remove session variable. Chúng ta sẽ tiến hành là unset unset cái session đấy đi, unset cái biến session đi
check lại đúng không? Ok. Rồi, sau đó chúng ta sẽ lại header. Header về cái trang location. Location 2.index.php. Rất đơn giản như này thôi. Ok, lại login. Tôi lấy cái username đi, tôi không login bằng mail nữa. FPT Poly. Ok, chúng ta login logout thành công. Cho những cái màn hình ví dụ như create new này, thì chúng ta muốn những cái người mà người ta đã login rồi thì người ta mới vào được ấy. Thì chúng ta làm cũng rất là đơn giản như sau. Tôi copy cái đoạn chúng ta vào ví dụ vào trang Ketori này đi, create, thì tôi sẽ tiến hành ở đây, tôi tiến hành ở trang ở ngoài này phía này luôn. Và if session start, chúng ta check là if reset session user info, hoặc là nếu không tồn tại cái biến này thì chúng ta sẽ location header location 2 chấm. Đây chúng ta đang trong kết đúng không? Sược này. index.php. Chúng ta thử xem sao nhé. Đọc vào. Rồi chúng ta create này. Đó, nó sẽ không vào được. Ok chưa? Hoặc là chúng ta có thể đẩy nó về trang login luôn. .php. Chúng ta tiến hành create này, nó sẽ đẩy về đây. Được chưa nhỉ? Làm tương tự với tất cả những cái trang như là update, remove. Ở đây cũng thế này. Những cái request chúng ta để đầu tiên. À, đừng quên cái session start nhé. Chúng ta copy cả đoạn này. Ok, update có rồi. Đây cũng vậy. Index thì thôi bỏ qua. Ok chưa? Còn cái giỏ hàng của chúng ta thì thôi, giỏ hàng chúng ta người ngoài người ta không cần login vào chúng ta cũng sử dụng được mà. Ok, thì bây giờ chúng ta có thể test. Như là bây giờ tôi là FPT Poly. Bây giờ tôi login vào rồi nhá. Rồi, đã login rồi thì tôi sẽ có thể tiến hành add bình thường, update 1 đi con 5 đi. Tôi chả nhớ cái ID của nó. Đây update vẫn bình thường. Hoặc là chúng ta vào trong cái bài đó. Create new bình thường. Bây giờ tôi log out ra. Rồi, tôi vào lại cái link lúc nãy, create. Hello guest rồi mà. Ở đây trang create vẫn chưa có. Đây như if set not set user. Đúng rồi. Nếu có như vậy thì ở đây tôi eo thử nhé. Và đâm ra cái session info này. Nếu không được. Nếu mà được.
thì nó rất là buồn cười. Ở đây lại mất rồi, cancel rồi, chết. Cái login này của tôi, cái button này nó phải là kiểu đó, clear thôi, cancel thôi. À, đây là reset, không phải clear. FPT poly, tôi về trong home đi. Ở đây tôi vẫn đang là guest rồi. Ok, nó hoạt động rồi đấy. Chúng ta chưa làm gì nó cả, tự nhiên hoạt động. Ok, chúng ta đã xong cái login logout cho một cái sản phẩm. Thì bài sau thì mình sẽ tiến hành là thực hiện thanh toán cho một cái giỏ hàng. Thì trong cái bài này thì chúng ta chú ý đến file login này. Nếu mà chúng ta bắt đầu sử dụng session ở bất kỳ đâu, chúng ta luôn luôn phải có cái session start. Xong rồi nếu mà vào login thì nếu mà get thì chúng ta sẽ hiển thị một cái giao diện, trong đó có một cái form để gửi username hoặc password lên. Ở trong cái request dạng post của chúng ta thì chúng ta sẽ tiến hành là lấy cái thông tin của username, password, sau đó chúng ta mã hóa cho nó bằng cái mã hóa chúng ta sử dụng, có thể là MD5 hoặc là SHA1. Sau đó chúng ta thực hiện cái câu lệnh query là select này, cho cái bảng user với những cái thông tin mà chúng ta điền vào. Chúng ta có thể sử dụng cái or này để login với username hoặc là email. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành là check xem thông tin đấy nó có hay không, bằng cách đếm cái số bản ghi lấy ra thôi. Đấy, mình hơi nhầm chút là chúng ta fetch all. Chúng ta có thể lấy fetch ở đây cũng được. Thì để nó sẽ chỉ ra một cái bản ghi duy nhất thôi. Đây, nếu mà mình fetch này thì ở trong cái file index này của mình thì mình sẽ không cần cái số 0 này nữa. Ok. Sau đó chúng ta add vào cái session, rồi chúng ta redirect sang trang chủ. Nếu mà nó không có cái bản ghi nào thì chúng ta chỉ việc đẩy nó sang một cái, đẩy ngược lại cái màn hình login này với cái message là wrong message thôi. Ở trên này chúng ta nhớ bắt nó phải hiển thị ra. Còn cái logout thì chúng ta làm thao tác rất đơn giản là session start này. Sau đó chúng ta unset cái session username của chúng ta đi, user info của chúng ta đi, và đưa nó về cái trang chủ hoặc là trang login đều được. Ok, buổi học hôm nay chúng ta ở đây thôi. Chúc các bạn học tốt.